à. Vậy thật sự. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Liên Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop Đức Toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ấy, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vòng quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua x1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào cái shop mình nhé, không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. Xin chào mọi người nha, mình Diễm Su đây. Đấy thì anh em chắc là nhìn từ trên xuống dưới của mình thì chắc là cũng biết là hôm nay mình đi đâu rồi đúng không? Đấy thì nói thật như là hôm nay mình đi lên Hà Nội để bàn công việc với anh Duy Thường. Đấy. Thì thế đéo là mọi người ạ. Mẹ về được gọi là 20 phút lửa tiếng đồng hồ rồi. Đấy, anh Toại.vn thì về phát bảo thôi vợ về đi ngủ đi, tí chồng về. Mà đợi em về 30 tí rồi mà chưa thấy về. Mình mệt, mình thả anh em. Mình đi xe mình hay có cái kiểu là mệt, buồn ngủ. Đấy, mà nằm đợi ông chồng nhà mình thì đến bây giờ còn chưa thấy nó làm gì. Thì sẽ mình không nhiều, mình đi sang bên kia để xem các ông mà đang ngồi chơi mình sẽ gọi về để đi ngủ, chứ không có cái chuyện là muộn lắm rồi bây giờ còn chưa phải về phát mình nằm ngủ, mình còn chưa kịp thay quần áo đấy, vẫn còn nguyên siêu luôn đấy, mà bây giờ muộn rồi mà còn chưa về thì chắc chắn là bên đấy làm gì đâu cả, đau quá mọi người. Hôm nay đi ăn được quả béo gọi là hải sản mà đo cân bụng. Đấy, thì nói thật với anh em, cái ông chủ nhà mình còn đang ở ngoài kia đấy. Cái ông chủ nhà mình còn phải đang ở ngoài kia để xem cách bây giờ chưa. Giờ mình nói thật là cái tính của mình là mình không thích nói nhiều làm gì. Một là hành động, hai là phải đi luôn. Mà thực sự đấy, mình không còn sức để mình nói luôn, nhưng mà mình vẫn phải còn sức để mình gọi là lết đi sang quán. Đấy, làm mình biết. Nó bảo là ở quán. Nhiều quá. Không có ở quán, ô tô không thấy. À, mình quên mất, ôi giời đầu mình bị lú mọi người ạ. Ô tô anh Quyết Lai Ngọc đi số nhà Ngọc để có việc. Kiểu gì anh em giờ chưa ngủ. Anh em ơi, nhưng giờ này còn chưa ngủ, đợi tớ sang à? Đi đá đi đá. Ôi, mùi đẹp không? Đấy, từ khi mặc cái bộ quần áo mới mà chưa thấy ai gọi là hay ăn cãi. Xong là đi thêm đôi cao gót này nữa thì gọi là quá là ok. Ở đây là chỉ nghĩ là tầm 5 phân nhưng mà thôi dẹp qua mấy cái tào lao liên thuyền thì anh cai nổi. Cái gì? Anh nghe anh đâu? Đâu ạ, bọn anh đâu có biết, có thấy đâu. Không thấy, các anh có ở quán đâu. Thế xong thế mà bảo là vợ đi về ngủ chưa đi, chồng ở bên quán chơi một tí, thế mà đợi 30 tí rồi không thấy về, bây giờ em mới sang đây. Đã biết rồi, mỗi lần đi xe em mệt còn chết rồi, mà bây giờ phải đợi các ông ấy, bây giờ còn chưa thể về. Ê mày lại đi không? Trong đây không có à? Không có. Sao mọi người ơi, mất dậy thật sự. Kìa, mày vào đâu không? Ê, có chó là vừa được dặn đấy. Nói anh thì xoay mày bảo là con trời quá. Đi đi. Bình tĩnh. Ê, từ từ. Này, đi về. công việc, tí nữa anh về. Thế bây giờ tao sang tao đợi 30 phút ở nhà mà không thấy là tao sang tao nhìn thấy cảnh này à? Hả? Tôi giỏi nha. Gì làm sao? Quần áo bọn tao vẫn mặc đầy đủ. Bây giờ chỉ là đấm lưng thôi, bây giờ dịch vụ đấm lưng mày nó là mấy trăm nghìn cơ. Bây giờ tao nhờ được nó thì tao nhờ. Nhờ không mất đồng nào thì kệ bọn tao. Miễn sao quần áo bọn tao không tụt ra được. Thế tao ở này chứ tao để làm gì? Tao để làm gì? Mày có đấm không? Sao không đấm được? Chính vì tao nhờ mày, mày không ở với đấm thì tao mới phải sang nhờ nó. À. Bây giờ nói thế rồi gọi anh nhờ thì tao tiện tao vào nhờ chung. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ lội say về mệt mỏi đau đầu rồi, lại còn ngồi đau hết cả lưng rồi. Thế bây giờ vào anh nhờ đấm một tí cũng được. Bây giờ mày đấm không? Tôi hỏi. Nhanh. Anh có sai không? Anh cái quen ngồi không? Hả? Thế bây giờ có đứa con gái trong tem để làm gì? Đi về nhà bọn em đấm nhá. Lại mày đấm. Mệt rồi, đi về ngủ. Ở đây giả vờ vì thay là bây giờ đúng là người ta các cụ nói không bao giờ sai. Một của là bằng hàng tạ của quen, đúng là không sai thật. Ngày xưa thì đầu một tí em ơi đấm anh cái lưng, em ơi thế này kia, bây giờ đi người khác à. Cận này, kia, tao nói mày này. Mày có thể đánh thằng này ok. Tao trả lên qua tí hai con họ hàng hốc như mày hiểu chưa? Được nhá, mày có thể bày với mày đấm nó. Nhưng mà con này làm đây đấm tao. Làm đây đấm tao. Anh thích thì mày con này làm đây đâu. Này, bây giờ tao cãi nhau cả con nào rồi thì bây giờ tao về nhà nó cũng còn có đấm như tao đâu, bây giờ nó đang dưới ngoại rồi. Tôi không cần biết, các anh đi về nhé. Ai ở lại, mày nhớ vừa nãy mày tí nữa mày triệt giống tao ấy. Nhớ, bây giờ mày phải nào nào mày bù đắp lại cái gọi là lỗi đau tinh thần, à lỗi đau thể xác rồi. Anh định đi đâu mọi người? Này không lẽ tình anh mà đang bị tật một bên tai nhá thì anh đừng mà check em nhá. Thế tao đang đau tai, đau đầu, đau lưng, đau vai, đau chân. Để nó tầm quát tao chứ. Đánh lại, mày phải đánh kia mày. Không muốn đánh phải đánh, không muốn đánh. Không muốn đánh phải đánh. Đi về, bố với ai? Bố với ai? Đi về. Anh lên, anh đi về ngủ luôn nha em. Tao mày ra đây tao mày. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói tâm đi. Này trên đây. Ai? Anh đi về em mà vào phòng anh em mà không thấy anh đừng trách em. Đi đâu? Từ từ. Đèn giống không? Đi em được theo đèn giống không? Vạch ra. Toại. Vạch ra. Anh Toại về ngủ rồi. Bỏ tay ra. Bây giờ em phải nói chung cái này là Toại khỏi sướng anh thật. Bây giờ em mới thẳng luôn. Với Toại bảo em mà muốn massage tẩm quất không? Bây giờ không có tiền. Đây nó bảo em con đứa gái, nó bảo thôi về thử lòng. Bây giờ nếu một đứa gái này làm được ấy, thì chắc chắn nó sẽ giữ. Đấy bây giờ tao không biết thử lòng, nó quay trường thôi. Thử lòng tao. Cái này là bọn anh là thử thôi để xem con này được việc không. Nếu được việc bọn anh mới giữ lại em chứ. Ừ, thế nó được việc rồi đấy. Không những là việc đấm lưng đấm chân, sao lại còn những cái việc khác rất là được. Nào, đúng không? Ừ. Thế giờ anh thích thế nào? Bao nhiêu chuyện rồi tôi đã bỏ qua cho anh rồi, bây giờ anh thích thế nào? Về anh xem bây giờ nói chung là bây giờ anh thật là từ nãy là em vào ấy thì nói chung quần áo anh là đều chưa tụt nhá, nên là bây giờ thôi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, còn cái gì không bỏ qua được thì mình đáng xử thì mình cứ xử luôn. Này tôi nói cho anh biết nhá, anh biết tính tôi không muốn cho bất kỳ đứa nào động vào người anh, mà anh có được cố tình à, không muốn đánh không được. Là nhân nói chung là đi về ngủ đi, ba một tí nữa chồng về. Tí rồi. Đi về đây. Đi về đây. Về làm gì? Đúng lên. Về làm gì? Đây là về em không đấm lưng hay gì cho anh đâu mà về. Mày có đi không? Hay ở đây để nó đấm cho nhá. Ừ. Mày đi nữa đấy. Tao lạnh quá mày rất tối xe. Đi nhá. Anh xin đây. Wow. À. Còn anh em nhá, mồm thì bảo đấy, nghe đấy, mồm thì bảo là không biết các anh ấy đâu, thế mà bây giờ tôi vào là tôi thấy thế kia, thì giờ anh em giải thích thế nào hả? Các anh cùng một ruột đúng không? Các anh cùng một ruột với các anh ấy đúng không? Tôi tuyên bố ngày mai nhá, các anh mà mỗi người thằng này kia là gì rồi anh vào đây, từng người một ngày về một, thách gọn ba lô đi về. Ôi dồi. Về luôn. Về từ về. Nó rất là điên nhá. Tôi gọi anh về luôn rồi. Nhanh. Phải thật sự. Còn anh em này nhá. đi.